Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Gia Dụng HTG. Thì hôm nay mình mang đến cho mọi người một chiếc máy pha cà phê phiên bản nâng cấp của phiên máy pha cà phê CF05, chính là phiên bản máy pha cà phê CF05 Plus, một cái phiên bản được trang bị nhiều hơn về các chức năng của nó cũng như là độ chuyên nghiệp cũng được hoàn thiện hơn dành cho những anh em nào thích uống cà phê tại nhà, dùng gia đình, văn phòng đều rất là thuận tiện. Thì ở phiên bản máy pha cà phê CF05 Plus này được nâng cấp thêm rất nhiều là các tính năng, các bộ phận cũng như là các chức năng của máy, đặc biệt là chức năng DIY pha cà phê espresso. Các bạn có thể hoàn toàn tự do kiểm soát cái shot espresso của mình ngay tại nhà. Cùng mình xem chiếc máy pha cà phê CF05 Plus này nhé. Đây các bạn nhìn có thể thấy tất cả thân vỏ của nó đều là bằng inox. Một phiên bản bên mình đã nâng cấp thêm rất là quan tâm tới các cái chi tiết của máy. Thì từ phiên bản CF05 Plus, từ tay cầm nhôm, bên mình đã chuyển sang cái tay pha 58 như này bằng inox. Một cái tay pha phải nói là cực kỳ chất lượng, sánh ngang với các dòng máy công nghiệp đấy các bạn. Và đặc biệt là nó có tích hợp thêm cả miếng đệm cao su như này, là để cho chúng ta đặt lên cái mặt phẳng này, nó sẽ không bị ảnh hưởng tới cái mặt bàn này. Ví dụ như chúng ta đặt mặt bếp, nó không bị xước mặt bếp. Rất là tiện lợi và nặng lên đến 520 g rồi các bạn. Tay cầm kính đôi như này. Các bạn lưu ý giúp mình là cái tay pha này rất là quan trọng nếu mà chúng ta sử dụng để uống cà phê nha. Tại vì khi chúng ta uống cà phê mà cái tay pha này bằng nhôm, dẫn tới nếu mà lâu ngày chúng ta không vệ sinh nó sạch sẽ thì nó bị reset ấy. Dẫn tới là nước nó chảy qua đây thì nó sẽ rất là độc. Cho nên là với phiên bản CF05 Plus này, đặc biệt là làm bằng inox, cho nên dẫn tới nó không bị reset và dễ dàng vệ sinh cho chúng ta. Đó. Rồi. Các bạn lưu ý là đây là cái tay pha chuyên nghiệp 58 mm, thì cái phin lọc không đáy này thì dẫn tới là chúng ta có thể kiểm soát được cái độ đậm hay là độ nhạt của cà phê khi pha ra. Nếu như mà chúng ta sử dụng các loại máy pha gia đình mà ví dụ từ tầm phân khúc 2 triệu đổ lại, 2 triệu rưỡi đổ lại thì tay pha của nó thường thường sẽ bằng nhôm. Mà tay pha là điều áp thì dẫn tới là chúng ta sẽ không thể kiểm soát được đậm nhạt, mà nó chỉ có một mức duy nhất và thường là rất là nhạt. Nếu mà đối với những người uống đậm như mình thì chắc chắn là nó sẽ là nhạt. Nên chúng ta lưu ý giúp mình là lựa chọn những cái chiếc máy mà chúng ta có cái tay pha mà cái phin lọc này là không điều áp. Đây là cái phin lọc dùng cho máy công nghiệp nha các bạn. Đó. Và cái thứ hai là cái kích thước của cái tay pha và cái họng pha này là 58 mm, nó sánh ngang với cái dòng máy chuyên nghiệp và thương mại luôn. Nên tới là chúng ta có thể bỏ được nhiều cà phê hơn. Ví dụ như cái phin lọc này chúng ta có thể để bỏ từ 18 tới 20 gram cà phê chuẩn Italy Espresso luôn. Còn cái phin lọc cốc đơn này chúng ta có thể bỏ từ 14 tới 16 gram cà phê. Nên tới là nếu chúng ta muốn uống nhạt thì chúng ta có thể sử dụng cái phin lọc này. Đó. Còn nếu chúng ta muốn uống đậm ấy, thì chúng ta sử dụng phin lọc này. Còn phần lớn khách hàng pha quán ấy, thì sẽ sử dụng cái phin lọc đôi này vì nó bỏ được nhiều cà phê và khách uống rất là đậm. Lớp crema thật kiệt bã khô ráo với size 58 mm, dòng chảy Italy chuẩn espresso 8 đến 12 bar. Bây giờ mình sẽ pha thử với chiếc máy pha cà phê CF05 Plus để các bạn tiện thể tham khảo trực quan nha. Đầu tiên là mình sẽ xay cà phê này. Từ dưới trước mình đã giới thiệu với các bạn về cái máy xay cà phê G68 này rồi, rất là tiện lợi, xay được độ mịn espresso và có tích hợp chức năng là chống tĩnh điện, tức là nó sẽ không bị vón cục, rất là tiện. Rồi, sau khi xay xong nó có cả cái nón này để chúng ta có thể thổi cà phê, tránh cà phê thặng dư lưu trữ bên trong dẫn tới ẩm mốc cà phê. Rồi, sau khi xay xong thì các bạn đập xuống này, đập xuống mặt bàn để cho nó cà phê nó rớt xuống cái tay pha. Sau đó mình sẽ đặt lên mặt bàn này, mình nén cà phê. Dùng cái temper này mình nén xuống. Nén một lực vừa phải thôi. Rồi sau đó chúng ta counterlock, tức là xoay ngược chiều kim đồng hồ. Cái tay pha này nó bền. Đấy, khi các bạn nén xong thì các bạn thấy là nó sẽ không rớt ra được nữa. Thì là ok. Nha. Rồi sau đó chúng ta tiếp tục bỏ vào họng pha. Xoay một góc 45 độ. Đó. Cái tay pha này nó có tay pha 3 tay. Nhân tới là chúng ta chỉ cần xoay thẳng hàng nghe được. Ok. Đặt cốc pha vào và nhấn một nút thôi. Đây, các bạn quan sát dòng chảy cà phê này. Đây, nó có một cái áp pha đây. Khi mà chúng ta pha, chúng ta thấy được cái áp pha của nó từ 8 tới 12 bar là chuẩn nhất. Đó, thế bạn thấy không? Kim ở chính giữa như này là cực kỳ chuẩn luôn. Dòng chảy rất là đẹp luôn. Đó, thấy không? Còn mình thì thích uống đậm nên mình sẽ dừng giữa chừng. Thường thường nó sẽ phải chạy hết 28 giây. Đó. Các bạn thấy cà phê lớp crema này. Đây là lớp crema thật nha, chứ không phải là giả áp như các cái loại máy thấp tiền nha. Đấy. Phải nói là cực kỳ chất lượng. Cái cà phê rất là sánh nha. Các bạn lưu ý là khi pha xong mà chúng ta sẽ mở tay pha ra này. Đó, mở tay pha ra. Và chúng ta sẽ đập bã vào cái hộp đập bã này. Rồi, đập nhẹ một cái rồi nó ra. Đó. Cái bã này nó ra nó khâu tơi như thế này đây. Các bạn nhìn thấy này.
nó khô rang à, chứ nó không có ướt nhẹp. Rồi sau đó chúng ta lau sạch tay pha là xong, lau khô nó rồi lau cái phần này, lau khay drip rồi. Chất liệu cứng cáp và thiết kế thông minh hơn. Ở phần trên này nó sẽ có một cái khu vực để giữ ấm cà phê. Đây, các bạn sẽ để cốc ở trên đây. Đặc biệt là cái máy pha CS05 này nó tiện lợi ở chỗ là cái chỗ phần này có cái phần tay cầm này chúng ta này. Các bạn để ý này, cái phần tay cầm này nó sẽ giúp chúng ta cố định được cái máy khi chúng ta đặt tay vào pha nó dễ hơn. Còn nếu như mà mấy cái máy thông thường ấy, chúng ta phải vịn bên này rất là khó. Cho nên chúng ta sẽ đặt tay vào đây, cố định cái máy, sau đó đặt tay pha vào, vặn một cái là xong. Rất là nhẹ nhàng. Ok. Vì cái tay pha 58 cho nên là các tín đồ yêu cà phê espresso rất là thích. Tích hợp chế độ cà phê chuyên nghiệp pre-infusion. Bản CS05 Plus này được tích hợp chế độ pre-infusion, tức là chế độ ủ cà phê rất là đặc biệt. Ở chế độ cốc đơn thì nó sẽ cho ủ cà phê ở thời gian 5 giây, và ở chế độ cốc đôi thì nó sẽ cho cà phê ủ ở mức 8 giây. Cái pre-infusion này rất là quan trọng nha các bạn. Nó sẽ giúp cho khi mà chúng ta bấm pha cà phê, nó sẽ giúp cho quá trình flow, tức là quá trình dòng chảy cà phê nó được đồng đều hơn, đồng nhất hơn, được thấm đều cà phê hơn, đẩy áp lực nhỏ hơn 5 bar để thấm từ từ cà phê. Ví dụ như ở chế độ cốc đôi đây, các bạn quan sát này, đó, nó sẽ nhỏ hơn 5 bar và nó sẽ phun rất là nhẹ, đó, lực áp lực nước phun rất là nhẹ, sau đó nó mới phun mạnh này, đó. Tương tự như vậy, khi mà ở chế độ cốc đôi, tức là double shot espresso, thì nó sẽ cho ủ cà phê ở 8 bar, giúp cho quá thấm đều cà phê trước, đó, sau hết 8 bar, hết 8 giây nó bắt đầu đẩy áp lực mạnh, đó, bạn có thể thấy. Ok, đây là một cái chế độ pre-infusion mà thường được áp dụng trong các máy thương mại hóa, giúp cho dòng chảy cà phê của chúng ta được đồng đều và nhất quán hơn. Các bạn có thể sử dụng cái tay pha không đáy như thế này để kiểm soát được cái dòng chảy cà phê. Khi chúng ta thấy dòng chảy cà phê được một dòng như thế này chảy xuống là chúng ta biết được là chúng ta đã pha đúng rồi. Nha các bạn. Đồng hồ áp suất kiểm soát cách pha trực quan. Nếu chúng ta biết được chúng ta pha đúng hay pha sai, nếu chúng ta pha dưới 8 bar, thì chúng ta sẽ biết là chúng ta đang pha quá ít cà phê hoặc là cà phê của chúng ta xay quá thô. Chúng ta để vào pha cà phê vào trong tay cầm nó quá ít, lượng không đủ từ 18 tới 20 gram nha. Rồi, trên 12 bar tức là over pressure, tức là quá áp ấy, thì chúng ta sẽ biết là chúng ta để quá nhiều cà phê hoặc là bột cà phê khi xay ra chúng ta quá mịn, nhận tới chúng ta pha quá áp. Từ đó chúng ta có thể tinh chỉnh được máy xay cà phê của chúng ta sao cho phù hợp, đạt ở mức tầm khoảng 8 đến 12 bar. Nếu chúng ta muốn uống nhạt thì ở mức 8 bar. Và nếu chúng ta muốn uống tầm khoảng ở mức trung bình thông thường pha ở mức 9 đến 13 không các bạn. Còn 11 đến 12 bar là cho những ai mà uống đậm. Khung vỏ của CS05 Plus cũng được trang bị là khung vỏ bằng kim loại hết. Đây các bạn có thể thấy. Tất cả đều bằng kim loại. Dẫn tới là việc tuổi thọ của máy thì các bạn hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng. Rồi. Phía sau này đây thì nó sẽ có một cái bình nước thải có thể tháo rời lên như thế này. Đó. Dung tích là 2 lít và chúng ta có thể mở nắp lên để nạp nước trực tiếp vào đây. Đây là cách chúng ta nạp nước. Mình sẽ rót nước vào trong. Đó, chúng ta có thể nạp nước trực tiếp như thế này. Rồi, hoặc là chúng ta có thể rút cầm hẳn bình nước thải lên, ra vòi táp nước của phòng bếp để nạp nước trực tiếp luôn. Rồi sau đó lắp lại như thế này thôi. Ngoài ra thì khi mua bộ combo, chúng ta sẽ được tặng một cái ca đánh sữa, bọt sữa như này. Và nó có thêm chức năng là hiển thị cảm biến nhiệt ở đây. Khi nó quá nhiệt ở 70 độ ấy, nó sẽ thông báo chúng ta hiện màu cam lên. Chúng ta sẽ nhìn thấy là chúng ta sẽ biết được cái độ chín của sữa nha. Nó dừng đánh sữa lại. Chức năng DIY kiểm soát nhiệt độ hỏng pha đặc biệt. Đặc biệt với phiên bản CS05 Plus là chúng ta có thể thay đổi được các cái nhiệt độ pha. Đây các bạn nhìn thấy này. Đầu tiên là mình nhiệt độ chiết xuất pha là 92 độ C. Rồi mình có thể thay đổi từ 90 tới 95 độ C luôn. Đó, sau khi mình lựa chọn là mình bấm nút này là xong. Nó sẽ nằm ở 90 độ C. Cái việc mà chiết xuất nhiệt độ pha này nó rất là quan trọng ở chỗ là khi mà chúng ta muốn uống cà phê rang nhạt ấy, thì dành cho những ai mà yêu thích cà phê mà dạng thanh tao, độ chua nhiều hơn là so với độ đậm, độ đắng, thì các bạn sẽ lựa chọn cái nhiệt độ pha nó phải cao hơn. Tại vì khi mà chúng ta rang nhạt thì chúng ta phải lựa chọn nhiệt độ pha nó cao hơn thì dẫn tới là cái cà phê nó mới chín được. Còn khi mà chúng ta uống cà phê rang đậm như thế này này, à, đây, ví dụ như mình thích uống đặc, mình thích uống nó đắng, thấy không? Thì cà phê rang đậm như này chúng ta sẽ lựa chọn ở mức 90-91 độ C. Đó. Nếu mà chúng ta muốn uống chua hơn nè. Còn nếu muốn đắng hơn thì chúng ta để 92 độ C. Thông thường ở chế độ mà trung bình rang, trung bình medium roast thì người ta sẽ bỏ tầm 92-93 độ C. Rất là tiện lợi.
Đó, tùy theo cái khẩu vị của mỗi người, nếu chúng ta muốn uống đắng hơn thì chúng ta tăng nhiệt độ lên, còn muốn nếu mà chúng ta thấy khét quá, chúng ta muốn uống chua hay thanh hơn, thơm hơn thì chúng ta sẽ giảm nhiệt độ xuống. Đấy. Ok. Đấy là cái chức năng điều khiển nhiệt độ rất là cực kỳ đặc biệt của chiếc máy phiên bản CF05 Plus. Chức năng DIY, định lượng mức nước tùy ý theo phong cách của bạn. Ngoài ra thì bên mình còn nâng cấp thêm ở phiên bản Plus này ở các cái chức năng như là định lượng được cái cốc pha này. Ví dụ như bấm giữ nút này thì chúng ta sẽ có thể thiết lập được cái thời gian pha cho chế độ cốc đơn từ 15 cho tới 25 giây nha. Đó. Rồi. Bấm nút này để set, để cài đặt nó. Tương tự như vậy ở chế độ cốc đôi, chúng ta có thể thay đổi được cái thời gian pha từ 28 tới 60 giây nha. Thì sau lần sau chúng ta khi mà chúng ta thiết lập được cái thời gian pha chúng ta mong muốn, là ví dụ như chúng ta muốn uống nhiều nước hay chúng ta muốn uống ít nước, thì chúng ta sẽ lựa chọn được cái thời gian của từng cái chế độ này nha. Dẫn tới là đậm hay nhạt vì các bạn thôi. Đấy là chức năng DIY rất là tuyệt vời. Chức năng lấy nước nóng và đánh bột sữa, tạo hình nghệ thuật latte art. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái vòi inox có thể xoay vào xoay ra như này 270 độ, rất là tiện. Ví dụ chúng ta muốn lấy nước nóng thì chúng ta sẽ vặn luôn ở chế độ pha cà phê này, chúng ta sẽ vặn luôn lấy nước nóng này để pha trà, pha sữa nha. Còn nếu chúng ta muốn đánh hơi thì chúng ta chuyển qua cho cái nút này. Khi mà đèn hết nhấp nháy, đèn nó sáng liên tục như bên này, đèn này này, đèn đánh hơi này, thì chúng ta sẽ vặn nút này thì nó sẽ làm đánh bọt sữa cho chúng ta, để tạo được các cái ly latte art rất là tuyệt vời. Ví dụ đây, rồi mình chuyển qua đây. Rồi. Các bạn thấy không? Đánh sữa rất là mạnh nha. Đó. Mình để ở đây cho các bạn coi. Đó. Rất là mạnh. Sau khi không ấy nữa, chúng ta vặn cái nút này lại thôi. Rồi, sau khi chúng ta muốn chuyển về chế độ này, chế độ pha cà phê, thì chúng ta đèn sẽ báo cái lỗi là lỗi A2, tức là quá nhiệt, thì chúng ta sẽ trả áp đi bằng cách vặn cái núm xoay lại. Sau khi vặn núm xoay tầm khoảng 10 giây, tức là nó về ổn định nhiệt độ 92 độ C ấy, thì nó sẽ bắt đầu pha cà phê được cho chúng ta. Đó, khi mà nó hiện thời gian như này là xong. Rồi, và như vậy mình đã giới thiệu xong chiếc máy pha cà phê CF05 Plus này rồi. Phải nói là cực kỳ chuyên nghiệp luôn các bạn. Nếu có bất cứ thắc mắc nào, xin vui lòng liên hệ lại Gia Dụng HTG nha các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Xin chân thành cảm ơn.